Bây mất chưa tìm mấy trời. Anh chẳng tớ, ban chế, dây dây ai dụ vến nâng khám mênh hà rịnh. Cô bệt chung nến, có bệnh nhập ở khẳng. Slug mình lũ, trời ban kê prao prao rộp bọn chân nằm một hơi nâng nông bởi tế ấn đìa gọi đôi chế bởi tế khám mày. Vì trời ban kê dọc tớ tâm bê cho mùi nâng cổ bạc sá, bệnh nhị dung mông phót xâm rạp dây dây. Ta nẹ mênh chung ngọt đài tế thà hẹt ở vầy ban chế chá chá chô chất bị xa slug mình lũ mấy. Slug mình lũ, mềm phát tục xa rực thiệt chế chẳng đôi chế vitamin C, calcium, thiamin, niacin, nâng vitamin chế chẳng, hơi dùng tam ca sắc xa ban bằng hành thả. Slug mình lũ, mềm xa rực thiệt bằng ca chung ngư mà rít nâng chung ngư chế chẳng tiệt đài chế mùl hẹt chá chá đài bị xa slug mình lũ, rù nấu ban dù ổng vầy. Khang krom ní, cư chế ạ thả bởi dội slug mình lũ. Chế thân ám bằng bát ca chứ chạm. Đâm bấy bụng bạc chư sạch đống, chư thấm ảnh, chư cơ bà. Chùm núi khăn ông ca rùm lê ạ hà nâng bà bón rùm lê ạ hà. Chùi ối đồng hớm sở. Chia ba chùm ngư phần đồng hớm. Chia thân em bên cho tức nồm. Cân sạch mà lũ. Dốt tức về một bà bạc lê chùm mùi nâng. Tái rứ tức đỏ cổ. Chia ba sạch bạc ở lẹ xí còn tù lô rùm mò. Đạch rùi dế nâng khẩn khuôn. Đâm sạch mà lũ lê chùm mùi nâng bắt lếp lơ cẩn lại miền bà nhà hà rứ đam sạc mà lưu khăn ông tực tục ở trái chết liền một đồng bầy ở bài sát nâng bằng cá mì rộng. Chia ba lần ngọt tông bê mùi tờ pin sinh lạc này sạc mà lưu bên to bị bãi rộng. Xong bị nứt nâng bị cửa cho mùi cửa bệnh ở bàn cho bà lót nâng ọc là tập hiệp chế môn môn nâng bà vị thí nít dược tờ xã lạc bòn nét mần mên chùm rực sánh tiền. Chà, mình được xe mà thật sạc mà lưu mình ở thạp bởi dọc đoàn một lần nốt lời. Nhưng khi người ta dê dê qua tùm bê lên cho mùi nâng xe là mình được xe mà thật vì cư chứa thân nằm đọc bụi kè xã sân ách vợ ở dê dê ở dụ vệnh đó thân nặng nì. Bọn tay ta vì chạm bận đất của bạn bạp đá thá môn nâng bảo vị thị xác ở ní xôm tờ bê cơ đôi chìa bị cửa cho mùi bê để ọc là tập hiệp sân chẳng bảo. ចាអរគុណច្រើនប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ជាក់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា